Chào các bác nha, anh em chuyển môn mới, chuyển qua bẫy thử chờ màu. Món em chưa bẫy, em muốn lấy một con về nuôi thử, cái chỗ này còn khá nhiều, loại này còn ở chỗ em giờ hết rồi, giờ đi khá xa mới lấy được. Bây giờ làm trưa rồi đấy, để em đi đặt lên chờ kết quả sẽ thế nào nhé. Cho con này nó nghỉ một tí, đi đoạn đường hơi dài. Sáng nay lạnh thì không đi sớm được, đi mất hơn 1 tiếng đi xe đến đây được. Em thử lên đặt. Có lẽ em nên dừng cuộc chơi đây các bác ạ. Quá là nhỏ luôn. Đây. Bác xem. Đây còn bẫy gì nữa. Sáng giờ em dính một con như thế này rồi. Giờ là nó con như con mồi của em nó bị
bẻ mồi mất. Loại này không mong muốn cho lắm. Sáng giờ em dính một con rồi, con này là con thứ hai đây. Mổ đau thật đấy. Con này, con này về em sẽ luyện. Con này mà thêm một ít lá chanh nữa thì nhanh thành mồi lắm. Mồi của em nó sợ quá. Mấy con cà mào đây không biết nó lượn đâu mất rồi. Bây giờ nó chẳng hót luôn. Mồi của em giờ nó im re rồi. Loại này cố định nó lại đây. Quá là buồn. Em đứng ở trên kia nhìn thấy các em nhảy lao lên luôn này. Thì sáng giờ là dính hai con. Đây các bác xem. Đây. Đây là bẫy chà mào đây, hai con này đây. Quá là buồn. Bách thanh này. Loại này không cần phải cho túi bổi các bác. Về giải quyết sau vậy. Này nhỏ quá. Con trước thì em không quay video, con này em dình hai con chà mào đây ấy. Em quay nó lại thì bắt được quả tang nó. Chào các bác nhé, em phải đưa con mồi của em về. Hỏng hết mồi của em. Đây chào các bác nhé.